Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Rồi chia sẻ lại cho quý anh em chúng ta xem một cái cây mai rất độc đáo. Cây này thì tại triển lãm An Ninh Bình Định được rất là nhiều các đài truyền hình đưa tin, cũng như là một số kênh đã đưa tin cái cây này. Cây này thì một cái cây giáng long, một cây giáng long truyền thống, nhưng mà được chủ vườn chăm sóc và nuôi dưỡng rất là kỹ. Hiện tại cây khá là độc đáo, rất là nhiều người đến xem và chiêm ngưỡng trầm trồ cái cây này. Hiện tại là nó có một tập như thế này, nhưng mà cái cây này thì nó đẹp hơn, và cái cây này nó cho hoa là đúng Tết ở miền Trung, miền Nam thì phù hợp với cái cây này, phù hợp với cái lựa hoa này, nó phù hợp với cái thời tiết ở miền Trung và miền Nam. Thì bên sang thì giới thiệu với anh em, quý anh em nào ta quan tâm thì chúng ta xem kỹ, và có số điện thoại trên cây. Nếu quý anh em muốn giao lưu thì gọi trực tiếp cho nhà vườn. Cây khá đặc biệt, rất là nhiều đài truyền hình, trước mắt quý anh em là đài truyền hình đưa tin, cỡ cả đài truyền hình Bình Định cũng như đài truyền hình Việt Nam cũng đưa tin cái mai này. Thì dáng thế này là một cái dáng thế đặc trưng và một cái truyền thống của mai An Dương Bình Định. Quý anh em xem thấy lượng khách tham quan rất là nhiều. Họ xem xung quanh rất là trầm trồ cây này. Cây này thì nó chiều cao nó tầm khoảng 1 mét, phủ tán, nhưng mà nó phủ tán tới 2 mét của em. Những cái bữa em nào chúng ta có sân vườn, hoặc là những cái nhà có không gian rộng xíu, chúng ta trưng bày cây này thì tuyệt vời. Quý anh em thấy trước mắt là người ta phỏng vấn, cái cây này của anh em. Quý anh em có thể ta xem thêm ở trên báo Tuổi Trẻ, đài truyền Việt Nam cũng như là đài truyền hình Bình Định, thì người ta đưa tin cái cây này. Mai Bình Định năm nay thời tiết cũng khá là thuận lợi, cho nên là mai Bình Định năm nay nở đúng Tết. Người ta vầy lá để cho vừa bán được cho phía cánh Bắc, cũng như là bán được cho phía cánh miền Trung, Tây Nguyên. Lượng mai An Nhơn Bình Định năm nay rất là nhiều và nở cực kỳ đẹp, đúng Tết. Thời tiết cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên thì cũng do sự suy thoái kinh tế, nên là cái mai vàng An Nhân Bình Định năm nay bán đi cũng tương đối khá là chậm. Giá cả năm nay cũng cực kỳ hợp lý, cho thương lái mua về ta bán sỉ, cho thương lái mua về ta bán lại. Thì những ngày hôm nay thì cũng có tín hiệu cũng khởi sắc, một số nhà vườn thương lái ở cánh Bắc cũng đã ghé mua sỉ, số lượng cũng tương đối. Nhưng mà mai năm nay thì giá rất là dễ chịu. Những cây giáng long giáng truyền thống thì tầm khoảng 400, 500, 600 cũng có một cây để chơi. Ngoài cánh Bắc thì đa số là quý anh em chúng ta mua cây, chúng ta chủ yếu là chơi hoa. Cây mai thì nó cũng không có chịu được cái thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc, cho nên là miền Bắc chủ yếu là chơi hoa là chính. Những cái mặt hàng tầm 500-600, 1 triệu đến 2 triệu thì thường được các thương lái phía cánh Bắc lựa chọn về bán hoa, chủ yếu là chơi hoa. Thì vài ngày tới đây thì sẽ làng mai sẽ tiếp tục cung ra thị trường những cái đợt hoa mà dành cho miền Nam và miền Trung Tây Nguyên.
thì những cái lượng hoa đó thì họ mua sau, chủ yếu bây hiện tại bây giờ là bán cho phía Canh Bắc là trước, những cái hoa dùng cho miền Trung Tây Nguyên thì họ sẽ đưa ra sau. Hiện tại có một số thương lái cũng đã bắt đầu có tín hiệu sắc hơn. Anh em thấy cái cảnh này được rất là nhiều người chiêm ngưỡng nha. Cầm quay đi, cầm đi quay đi, cầm đi quay đi.